Chị hồi trước đây chị học Anh văn nhiều lắm, nhưng mà khi mà ra nước ngoài chị tiếp xúc với người Mỹ đi, trời, họ nói mình không nghe vậy chứ, không hiểu vậy. Chị tên Trang, chị năm nay là 45 tuổi. Khi nào mà chị quá bận thì chị sẽ phải nghỉ một ngày đó để chị lo công việc. Tại vì bây giờ mục tiêu của chị là phải học tiếng Anh cho tốt. Nói chung là cũng trong tương lai thì chị sẽ đi nước ngoài. Tại vì con chị lên đại học thì nó sẽ đi Mỹ nó học. Hai đứa con chị là con gái, cho nên là chị chắc sẽ phải theo tụi nhỏ. Như vậy mình an tâm hơn, tại vì con gái mà ở xa thì chị cũng lo đó. Với lại đi một lần cả gia đình, xã chị muốn đi cả nhà, cho nên anh Văn chị phải chuẩn bị từ bây giờ. Thì học Anh văn á, cái quan trọng nhất đó là cái môi trường. Chị học Anh văn từ hồi trẻ lận mà, nhưng mà mình cứ học rồi thì mình không sử dụng rồi nó quên, học rồi không sử dụng rồi nó quên, nó cứ lặp đi lặp lại như vậy, rồi nó ở lưng chừng vậy thôi, nó không có tiến tới nữa. Hồi đó chị đi học Anh văn những trung tâm á, chị rất mong là có một cái chỗ để mình có thể các học viên nói chuyện tiếng Anh được với nhau. Cho nên khi mà chị biết được cái English Town là cái nơi mà có thể đến đây vừa học Anh văn và sử dụng bằng tiếng Anh hết thì chị rất là thích. Đặc biệt là học viên, giáo viên đều rất là thân thiện. Ngoài cái việc học Anh văn thì nó còn trao đổi kiến thức và giao lưu với nhau. Nó rất là hay. Hồi lúc đầu chị đăng ký cái khóa là khoảng tầm 9 tháng thôi. Nhưng mà chị nghĩ nếu mà hết 9 tháng này chị sẽ học tiếp. Bởi vì nó có cái niềm hứng khởi cho mình đi học trong đó nữa. Em làm một cái việc gì cũng vậy, nếu mà em vừa làm mà em cảm thấy hứng thú, em thích thì em sẽ tiếp tục nó dễ dàng, và em tiếp thu, tiếp nhận thì khi nó cũng dễ dàng lắm. Ngoài cái môi trường học ra rất là thích thì chị thấy có một cái đặc biệt ở đây, sách. Có những cái kệ sách, những quyển sách rất là hay, sách Anh văn, sách tiếng Việt. Ngoài cái đem lại kiến thức cho mình, nó còn những cái kỹ năng mềm rất là bổ ích cho cái việc đến đây học. Cho nên chị rất thích, nhà chị rất là xa, chị ở quận 7 rồi. Nên cái thời gian học ở bên đây nó rất là linh động. Chị có thể học buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều tùy theo công việc của chị sắp xếp. Đó thì cái điều đó rất là tốt. Bởi vì nếu như trước đây mà chị học, ví dụ chị chọn cái trung tâm khác, chị chỉ chọn được buổi sáng thôi đó, thì nhiều khi có khi công việc của chị suốt cái thời gian đó nó bận buổi sáng không, thì chị sẽ nghỉ. Mà nếu mà chị nghỉ liên tục một tuần á là chị sẽ theo bài không kịp. Đó, cho nên là khi mà mình vô mình đuối thì mình dễ bỏ ngang lắm. Còn ở đây thì khác hẳn. Nếu mà buổi sáng mình không đăng ký được, mình biết sắp xếp được nguyên tuần đó, và mình biết cái lịch của mình như vậy, mình book cái thời gian rất là linh động. Chị cảm thấy rất là hài lòng khi mà đến đây học. Ngoài cái việc là thời gian linh động như vậy thì chị, ngoài việc học chị còn được cái kiến thức, những cái kiến thức rất là bổ ích. Tức là nó không theo khuôn mẫu rập khuôn một quyển sách nào hết. Đến đây giáo trình và giáo viên soạn theo những cái kiến thức mà chị thấy nó rất là có ý nghĩa đối với học sinh và kể cả chị. À, chị có một chị bạn đã học ở đây rồi. Chị nói thích lắm, nhưng mà chị không diễn tả giống như chị nói đâu. Chị chỉ nói thích lắm vậy thôi. Thì chị đâu có biết thích là thích làm sao. Nhưng mà sau khi chị tìm hiểu, chị tới đây, từ khi mà chị nói chị học ở đây rồi á, thì chị biết là đã học đây thì chị nghĩ giống như những trung tâm khác thôi. Cái chị bữa đó chị quyết tâm, chị nói làm gì làm, bây giờ phải học Anh văn thôi. Thì từ cái thời điểm mà chị biết chị đã học cho tới khi chị quyết tâm quyết định để đến đây học Anh văn và đăng ký á, là mất hết một năm trời. Cho nên thời gian trôi qua nhanh lắm em. Nếu mà mình quyết định làm, chị phải làm liền là vậy đó. Chị thích lắm, tại vì chị biết mà, chị đã đi nước ngoài rồi chị biết. Chị hồi trước đây chị học Anh văn nhiều lắm, nhưng mà khi mà ra nước ngoài chị tiếp xúc với người Mỹ đi, trời, họ nói mình không nghe vậy chứ, không hiểu vậy. Mà mình biết là mình đã học tiếng Anh rồi đó. Những cái câu rất là đơn giản nhưng mà người ta nói rất là nhanh. Người ta luyến giọng như thế nào đó, mình nuốt giọng á, mình không có nghe được đâu. Cho nên là chị nói bằng mọi giá là chị phải học. Thì thời gian đầu vô thầy giáo viên nước ngoài giảng là chị cũng không có hiểu hết đâu. Như vậy bây giờ hầu như là mình đã hiểu, mình nắm bắt được cái bài vở giảng nó tốt. Và giáo viên thì rất là thân thiện và nói chuyện này kia. Tức là mình không có hiểu bài hay là mình cần hỏi gì, giáo viên cũng sẵn sàng trả lời. Như là chị rất là thích những cái lớp activity outside, đó là những cái rất là hay. Thậm chí là có ngày mà chị rảnh, chị đến từ buổi sáng cho tới buổi chiều, gần như là học
thời gian đầu là chị dành thời gian rất là nhiều, chị tới đây gần như ở cả ngày đây luôn đó. Tiến bộ rất là nhanh. Và chị thấy đa số các bạn sinh viên ở đây cái giọng đọc rất là chuẩn và được thầy cô chỉnh sửa. Đấy, cái điều đó là cái điều rất rất là quan trọng. Và kể cả chị cũng vậy, hồi trước mà chị nói chuyện với Siri á, cái điện thoại của chị Siri nó không hiểu chị nói gì hết đó. Còn bây giờ chị cần hỏi gì thì nó đã hiểu rồi đó. Như cái đợt trước Tết á, chị không ngờ luôn, chị không ngờ cái hoạt động ví dụ như có gói bánh chưng rồi chị tưởng tới gói bánh chưng bình thường thôi, nhưng mà thật ra là tình team thi đua với nhau là được phát tiền nha các bạn, được phát tiền vui lắm. Mỗi bạn là một, mỗi team là 150.000 để đi mua thịt nè, lá nè, dây để cột nè, nếp nè, đậu xanh nè. Mình phải làm sao mua gói gọn trong số tiền đó và mua đầy đủ các vật dụng nguyên liệu để làm thành cái bánh chưng. Cái người bán hàng là những giáo viên nước ngoài, cho nên là mình phải trả giá. Mà trả giá làm sao để mình đủ số tiền mình mua đầy đủ hết. Nói chung là cái hoạt động đó nó rất là đặc biệt, nó khác biệt với những chỗ khác. Chị nghĩ là trời ơi, thích ghê vậy đó. Vừa được gói bánh chưng, vừa học ngoại ngữ, vừa những cái thực tế giống như mình đi chợ mình trả giá vậy đó, mà hoàn toàn bằng tiếng Anh hết. Rồi những cái chuẩn bị cho lễ hội thì rất là chu đáo, cho nên làm thấy không khí Tết nó rất là gần gũi và những cái hoạt động nó ấn tượng đối với chị lắm. Thì chị cũng thấy một điều rằng học phí hoàn toàn không đắt, rất là rẻ. Nếu các bạn tập trung một ngày luôn, hoặc là từ sáng tới tối các bạn ở đây hoàn toàn để dành hết thời gian để học Anh văn, để mà giống như cái nguyện vọng của mình là phải nói Anh văn sao cho lưu loát, tự nhiên như người nước ngoài, thì các bạn chỉ cần đến đây hàng ngày nói chuyện với giáo viên và tập trung để học thì cái Anh văn của bạn rất là mau tiến. Cho nên thời gian các bạn thử tính, nếu một tháng mà bạn dành ra từ 4-5 tiếng cho tới ở đây thì cái tính ra cái học phí rất là rẻ. Và học từ thứ hai tới thứ sáu, thậm chí có những buổi thứ bảy chủ nhật cũng có. Thì chị nghĩ như là cái đặc biệt là học phí rất là rẻ. Cái điều mà chị thích nhất đó là mình muốn nói bằng tiếng Anh đó, là tự động trong đầu mình có thể nghĩ ra để trả lời hoặc là để nói bằng tiếng Anh. Bởi vì các bạn đều nói tiếng Anh thì bắt buộc mình cũng phải nói tiếng Anh. Thậm chí bạn nào nói tiếng Việt là bị các nhân viên ở đây nhắc nhở không được nói tiếng Việt. Đó thì cái bắt buộc đó là cái điều tốt cho các bạn học viên ở đây để cùng nhau nói tiếng Anh. Và khi mà chị nói chuyện thì chị cảm thấy rất là tự tin. Bởi vì hồi trước giờ mình nói tiếng Anh, thậm chí mình nghe còn không hiểu lấy đầu nói. Cho nên là chị thấy mình mạnh dạn hơn khi nói chuyện với giáo viên nước ngoài, hay là ra đường, hay là trong công việc. Thì khi mà mình biết tiếng Anh á, mình nói chuyện với khách nước ngoài thì nó rất là tốt, anh rất là đỡ. Tại vì trước đây khách của chị á, tất cả các cái chị phải nhờ bên môi giới hết. Nhưng mà nhờ có học tiếng Anh như vậy, mình tự tin mình nói thì nó cũng thích nữa. Tụi nước ngoài nó thích lắm. Nó thích khi mà nó nói chuyện trực tiếp với mình, chứ không phải qua thông tin dịch viên hay là qua môi giới như vậy. Học ngoại ngữ là ngoài cái việc mục đích riêng của từng cá nhân, thông thường á, theo thời gian thì cái trí nhớ nó sẽ suy giảm. Thì học ngoại ngữ hay là học âm nhạc, đó là một trong những cách mà mình giúp trí nhớ mình không bị giống như là nó nào lão hóa đi. Cho nên học vừa vui, vừa biết thêm ngoại ngữ, vừa tự tin giao tiếp, thì cái điều đó nó quá tốt rồi. Đó, cho nên là mình cố gắng thôi.